Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ lắp ráp mô hình kim loại chủ đề xe tăng M1 Abrams cho mọi người xem nha. Nếu mọi người thấy video hay và hữu ích thì đừng quên để lại một like và một bình luận góp ý nếu có gì sai sót nha. Chúc mọi người xem video thư giãn và một ngày vui vẻ. Trong lúc xem mình lắp ráp cùng tìm hiểu qua về tiểu sử mô hình này nha. Xe tăng được coi quả đấm thép của lục quân, sở hữu một lực lượng tăng hùng mạnh đồng nghĩa với cơ hội chiến thắng trên chiến trường rất cao. Trong kỷ nguyên của chiến tranh du kích và đối đầu tầm xa, tuy không còn là tiêu chí hàng đầu để đánh giá sức mạnh của quân đội một quốc gia, các chiến xa này vẫn giữ vai trò chủ chốt trong bất cứ quân đội hiện đại nào và là biểu tượng sức mạnh của các siêu cường quân sự thế giới. Abrams là xe tăng do hãng General Dynamics của Mỹ sản xuất năm 1980 theo thiết kế của Chrysler Defense, mang tên Abrams để vinh danh Grand Egerton W. Abrams, 1914-1974, cựu chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cũng từng là tư lệnh các lực lượng Mỹ ở miền Nam Việt Nam, 1968-1972, nhằm thay thế M26 Pershing được quân đội Mỹ dùng từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đến những năm 1980. Abrams đã tham gia chiến tranh vùng vịnh Afghanistan, một số xung đột khác ở Trung Đông và hiện đang có trong trang bị quân đội 7 nước. Tăng Abrams có 10 phiên bản với IBM-1, phiên bản đầu và M1A2 xe phóng viên 3 là phiên bản mới nhất. Abrams nặng 67-73 tấn, dài 9,77m, rộng 3,66m, cao 2,44m, kích xe 4 người, tầm hoạt động khoảng 450km, tốc độ đường nhựa khoảng 60-70 km/h, việc giã 45-55 km/h. Có thể vượt dốc 30 độ, tường cao 1,2m, hào rộng đến 2,77m và ngầm sâu 1,2m. Dòng tăng M1 đầu tiên có pháo nòng rãnh xoắn cỡ 105mm, các biến thể về sau sử dụng pháo nòng trên 120mm. Ước tính, hơn 9.000 chiếc đã được chế tạo, giá 9,5 đến 12 triệu USD trên phiên bản M1A2, thời giá 2015. Abrams được lắp hệ thống chống vũ khí hủy diệt lớn, lọc độc không khí và tạo áp suất dư trong khoang chiến đấu. M1A2 là xe tăng đầu tiên trên thế giới sử dụng động cơ tùa bin khí AGT-1500 xuất 1.500 mã lực đa nhiên liệu. Ngoài ra, được gắn các thiết bị cảm biến phát hiện vũ khí hóa học, sinh học và phóng xạ, thiết bị phòng cháy. Nó có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 3.000m ban đêm và 1.200m trong điều kiện sương mù. Với hệ thống điều khiển quả lực hiện đại, M1A2 có thể bắn hạ mục tiêu ở khoảng cách 1.850m bằng một viên đạn khi đang hành tiến với tốc độ 40km/h. Có khoảng 5.000 xe tăng M1 với các biến thể đa dạng đang thuộc biên chế của bộ binh và lính thủy đánh bộ, là xương sống của các đơn vị bọc thép Mỹ trong suốt 30 năm qua. Nhờ không ngừng cải tiến, được trang bị giáp uranium, theo xếp hạng top 10 loại xe tăng tốt nhất thế giới năm 2018 của trang Military Today, phiên bản M1A2 SEV xếp thứ 3 trên Armata và T-90 của Nga, chỉ xếp sau K2 Black Panther Hàn Quốc và Leopard 2A7 Đức. Mỹ đang phát triển phiên bản mới 12 xe phóng viên 4 M1A2D, nhẹ hơn xe phóng viên 3 nhờ giảm thiểu khối lượng trang thiết bị điện tử, đồng thời nâng cao khả năng hệ thống giáp phòng thủ. Phiên bản mới sẽ được trang bị thiết bị đo xa bằng laser và tích hợp với trí tuệ nhân tạo, kết nối các xe tăng với các phương tiện khác, phương tiện mặt đất không người lái, máy bay không người lái, sử dụng đạn dẫn đường chính xác tấn công các mục tiêu ngoài tầm nhìn, pháo cải tiến hoặc biến thể nòng dài hơn cỡ 120mm hoặc lớn hơn, có thể sẽ là một phần của biến thể mới, trước khi Mỹ chuyển sang phát triển dự án xe tăng chủ lực mới trong tương lai.
cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Nếu mọi người thấy video hay và hữu ích thì đừng quên like, comment góp ý những gì mình còn thiếu sót và subscribe kênh mình ạ.